tuần kể từ ngày bắt đầu phát hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã được xử lý dứt điểm. 8 hộ có heo bị bệnh, bị tiêu hủy, tổng cộng là 44 con. Thông tin cụ thể từ phóng viên Tiến Triển. Bốn trong tổng đàn 12 con heo bị mắc dịch tả heo châu Phi của một hộ dân ở xã Khánh Bình Tây đang được tiêu hủy. Đây cũng là hộ cuối cùng trong 8 hộ có heo bị phát hiện mắc dịch tả heo châu Phi bị tiêu hủy trong ổ dịch lần này. Các cán bộ thú y đã thực hiện đúng quy trình tiêu hủy, nhất là phun xịt khử trùng chuồng trại, khử trùng số heo chết rồi mới mang ra nơi tiêu hủy để đốt. Số heo đem chôn cũng đảm bảo các điều kiện dập dịch an toàn, không để mầm bệnh rơi rãi, tồn tại, lây lan, đặc biệt là trong thời điểm nước lớn tràn bờ như hiện nay. Cùng với xử lý tiêu hủy heo bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dịch tả heo châu Phi huyện Trần Văn Thời còn tăng cường công tác tiêu độc khử trùng, đồng thời cấp phát 96 lít thuốc sát trùng cho gần 200 hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Khánh Bình Tây. Phòng nông nghiệp huyện cũng tiếp tục tham mưu với ủy ban tăng cường công tác phòng chống dịch tập trung hơn cho xã Khánh Bình Tây cũng như các xã nằm trong vùng bị uy hiếp, vùng đệm với bán kính khoảng 10 km. Huyện cũng sẽ thống kê tổng đàn heo trên địa bàn để hỗ trợ và hướng dẫn các hộ chăn nuôi bảo vệ an toàn đàn heo, không để xảy ra dịch bệnh.